Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện liên quan đến việc đấu thầu thuốc trong thời gian gần đây đã gây dư luận khá là ồn ào trên báo chí và trong xã hội. Không thể không quan tâm bởi Tân Dược có một vai trò rất lớn trong điều trị bệnh và chỉ riêng thị trường Tân Dược trong nước thì mỗi năm doanh số đã lên tới trên dưới 3 tỷ đô la Mỹ. Chủ trương của Bộ Y tế lâu nay là cho công khai giá thuốc, tiến hành đấu thầu để giảm giá thành. Tuy nhiên trước năm 2013 thì có một cái thực tế là giá của nhiều loại thuốc tại các nhà thuốc bệnh viện thì lại liên tục tăng cao. Dư luận thì cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân quan trọng có một cái phần không nhỏ đến từ những cái phiên đấu thầu thuốc mang nặng hơi hướng của nhóm lợi ích tư túi cho các cá nhân, cho hội đồng đấu thầu thuốc trong bệnh viện. Và cũng vì vậy mà quy định mới về đấu thầu thuốc vào bệnh viện, gọi tắt là thông tư 01 của Bộ Y tế, quy định nhóm thuốc chỉ được xét trúng thầu một mặt hàng đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng mà có giá thấp nhất, đã giúp khắc phục được tình trạng giá thuốc tăng cao sau các phiên đấu thầu. Và sau hơn một năm triển khai thì giá thuốc trúng thầu vào các bệnh viện đã giảm được từ 20-30%. Khi giá thuốc giảm thì tự nhiên thì người bệnh sẽ đương nhiên là phấn khởi. Và cơ quan bảo hiểm y tế thì cũng bớt đi cái gánh lo, cái gánh nặng chi trả tiền thuốc cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm. Nhưng mà mọi việc thì lại không đơn giản như vậy. Bởi vì thời gian gần đây thì có nhiều bệnh viện lên tiếng cho rằng cái giá thuốc vào bệnh viện giảm nhưng mà chủ yếu là thuốc kém chất lượng và khiến cho cái việc điều trị bị ảnh hưởng. Có rất là nhiều câu hỏi lớn liên quan đến câu chuyện đấu thầu, giá cả và chất lượng của thuốc tại các bệnh viện được đặt ra. Đó là thuốc giá rẻ nhưng mà có đảm bảo chất lượng hay là không? Giải quyết như thế nào để chấn chỉnh tình trạng các doanh nghiệp sản xuất thuốc nội bị gặp rất là nhiều khó khăn trong đấu thầu, dẫn đến thuốc ngoại tràn ngập các nhà thuốc, còn thuốc nội thì cứ bị co hẹp dần thị phần? Và làm thế nào để khắc phục được tình trạng tổ chức đấu thầu niêm yết giá thuốc nhưng mà vẫn xảy ra cái tình trạng loạn giá thuốc tại các bệnh viện? Và quan trọng hơn nữa là cần phải tổ chức lại cách thức quản lý đấu thầu thuốc như thế nào để đảm bảo cùng lúc đạt được nhiều mục tiêu, đó là có đủ số thuốc để phục vụ cho người bệnh, thuốc có chất lượng, có giá cả hợp lý và không xảy ra tình trạng mỗi nơi một giá như là hiện nay. Tham dự chương trình đối thoại hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu các vị khách mời: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Vũ Xuân Hiển, trưởng ban dược và vật tư y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quỹ Bảo hiểm Y tế Việt Nam trong năm 2012 đã chi trả tới 25.000 tỷ đồng chi phí thuốc chữa bệnh cho người dân có thẻ bảo hiểm. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Bệnh viện Việt Đức Hà Nội bày tỏ quan điểm về việc không nên quá coi trọng tiêu chí giá rẻ mà cần phải coi trọng tiêu chí chất lượng thuốc, vì giá rẻ không có nghĩa là thuốc đảm bảo chất lượng, đã gây những cái tranh luận khá là thẳng thắn và gay cấn trên báo chí trong thời gian gần đây. Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của người đứng đầu bệnh viện này về tiêu chí, cách thức tổ chức đấu thầu trước khi cùng trao đổi với các vị khách mời. Sau khi Bệnh viện Việt Đức tổ chức một phiên đấu thầu thuốc vào bệnh viện với sự tham dự của gần chục cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đã có hai luồng quan điểm. Một cho rằng thuốc cùng tên thương mại, cùng hàm lượng thì cứ rẻ mà dùng, giảm gánh nặng cho người bệnh. Và một khẳng định thuốc phải tốt, giá cả hợp lý. Quan điểm của Bệnh viện Việt Đức là mua thuốc được tốt, giá hợp lý, chứ không đơn thuần là cứ lấy thuốc rẻ vào bệnh viện. Trên hình ảnh là hai lọ thuốc kháng sinh Ciproxacin tiêm tĩnh mạch có cùng hàm lượng và được xếp cùng một nhóm đấu thầu. Nhưng giá của hai lọ thuốc này thì chênh lệch tới gần 10 lần. Về mặt pháp lý, cả hai loại thuốc này đều đã được cấp phép vào Việt Nam cùng thang điểm kỹ thuật trên 70. Nghĩa là đủ điểm dự thầu vào bệnh viện nên đương nhiên thuốc giá rẻ hơn sẽ được chấm trúng thầu. Thuốc là một hàng đặc biệt, lẽ ra phải có cái luật đấu thầu riêng, nhưng hiện nay chúng ta đang đấu thầu thuốc theo cái luật đấu thầu chung. Và cái việc hướng dẫn như thế cần phải xem xét cái thuốc này có đủ chất lượng để điều trị không đã. Còn các chuyên gia người ta xem xét những thuốc này và nếu không được thì loại ra. Cho nên tôi cho rằng là cái việc ấy là cái việc cần phải thật là minh bạch và cần phải thật dân chủ trong tất cả mọi việc để đấu thầu được thuốc tốt và giá hợp lý. Được biết, mỗi năm Bệnh viện Việt Đức đấu thầu hơn 400 loại thuốc với giá trị trên 200 tỷ đồng. Chủ yếu là các loại thuốc biệt dược, kháng sinh liều cao. Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối nên đa phần là các ca bệnh nặng, nhiễm trùng nặng và phải phẫu thuật nhiều lần. Năm nay,
trước cái tình hình của rất nhiều nơi phản ảnh. Và tôi cũng nói luôn là có những nơi đã chấm thầu được những cái thuốc mà người ta cho rằng thuốc đúng nhưng mà chất lượng không thật sự là tốt. Mà người ta đưa đến đây cho chúng tôi, người ta nói là cái thuốc này thì chắc chắn là không thể chữa bệnh được. Gần đây nhất qua công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, các cơ quan chức năng đã phát hiện 37 công ty thuộc 10 quốc gia có vi phạm chất lượng, đứng đầu là Ấn Độ. Qua khảo sát hồ sơ trúng thầu thuốc ngoại vào các bệnh viện của 9 tỉnh thành, trong 6 tháng vừa qua, thuốc của Ấn Độ cũng chiếm tỷ lệ lớn. Thưa các vị khách mời, trong cái phóng sự vừa rồi thì cái ý kiến của người đứng đầu ở Bệnh viện Việt Đức là rất là rõ ràng, là phải mua được thuốc tốt thì chữa bệnh mới hiệu quả, và thuốc tốt nhưng mà là giá hợp lý, chứ không đơn thuần là cứ lấy thuốc rẻ vào bệnh viện. Thưa tiến sĩ Phong Lan, tôi muốn được nghe quan điểm của bà về câu chuyện đang gây tranh cãi này. Nếu bây giờ mà tôi chọn một câu trả lời nước đôi thì rõ ràng là nó không có phù hợp. Ở đây thì tôi rất, trong một chừng mực nào đó tôi hết sức chia sẻ cái ý kiến, cái quan điểm của Phó Giáo sư Nguyễn Thiên Quyết ở Bệnh viện Việt Đức. Và có lẽ đây cũng là cái nỗi băn khoăn chung của chúng ta, khi mà từ trước tới giờ thì cái vấn đề về chất lượng thuốc luôn luôn là một cái mối quan tâm hàng đầu. Có lẽ chúng ta phải xem lại. Ở đây á, tôi thấy là với một cái sự chênh lệch giá như thế này thì ngay lập tức cái cảm giác ban đầu, bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng tiền nào của nấy. Cho nên có thể cảm giác ban đầu chúng ta cũng sẽ là có một cái ấn tượng cho rằng thuốc tại sao lại rẻ, rẻ đến mức như vậy thì liệu là có bảo đảm chất lượng hay không. Thế nhưng mà ở đây chúng ta phải xét tới các cái yếu tố. Thứ nhất, cái cơ quan chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc khi nhập vào thị trường Việt Nam là Cục Quản lý Dược thì đã làm hết cái trách nhiệm chưa? Và như vậy là chúng tôi cũng thấy là Cục cũng đã có những cái thông báo cho ngành tất cả các thuốc nhập khẩu vào thị trường thì là đều phải đáp ứng cái chất lượng. Chất lượng ở đây thì nó dẫn đến là gì? Từ cái cơ sở sản xuất như thế nào, các cái tiêu chí sản xuất ra làm sao, và khi thuốc lưu hành trên thị trường thì như vậy là lấy mẫu kiểm tra thì nó đạt các cái tiêu chí về kỹ thuật. Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy có một vấn đề bên cạnh đó là cái giá chúng ta quản lý như thế nào. Mà nếu như cùng là các cái mặt hàng thuốc, ở đây chúng ta không đặt ra vấn đề so sánh giữa một thuốc biệt dược gốc với cái quá trình nghiên cứu và cái quá trình đầu tư thì nó sẽ là khập khiễng nếu so sánh giá với một cái thuốc generic. Nhưng nếu cùng loại thuốc generic mà giá có thể là gấp 8 lần hay gấp 10 lần như khi nãy thì rõ ràng là trong cái quản lý giá của chúng ta cũng có vấn đề. Chúng ta phải lưu ý cái tình trạng là giá cao quá thì không được. Nhưng mà cũng những tình trạng giá thấp quá thì có lẽ là chúng ta cũng phải đặt dấu hỏi để tìm hiểu xem liệu các tiêu chí có đáp ứng hay không. Chứ không nên là gọi là thả gà ra đuổi. Đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng phải xem lại về cái vấn đề những cái quy định của chúng ta quản lý giá như thế nào trong cái kê khai giá, rồi trong cái giá trên thị trường mà khi chênh lệch như thế. Vì khi chênh lệch như vậy chắc chắn là người ta sẽ có ấn tượng. Còn thì về vấn đề thuốc đó có chất lượng hay không thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái vấn đề nó có tính cách, nó phải là được đánh giá một cách toàn diện, phải có thời gian chứ không thể nói theo cảm tính. Một cái thuốc mà muốn đánh giá được chất lượng hay không, nó phải có những yếu tố. Thứ nhất là cái nguyên liệu sản xuất của nó có đạt hay không. Nguyên liệu ở đây là vừa hoạt chất, vừa tá dược, vừa bao bì. Thứ hai là cái cơ sở sản xuất của nó. Đương nhiên đối với trong nước chúng ta thì đã có cái chuẩn là thực hành tốt sản xuất thuốc GMP của thế giới. Nhưng mà một số đơn vị cũng có thể đáp ứng những cái chuẩn còn cao hơn thế. Và thứ ba là cái thành phẩm sản xuất trải qua được tất cả những cái kiểm nghiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng, bảo đảm được tất cả hàm lượng thành phần thì đó là về vấn đề kỹ thuật. Nhưng nó còn một yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái tác dụng của thuốc, tác dụng trị liệu trên lâm sàng. Mà cái này thì nói thật là phải có thời gian mới đánh giá được. Phải có kinh nghiệm, vâng, đúng không ạ? Phải có kinh nghiệm của các bác sĩ trong sử dụng, trong chỉ định những thuốc này cho bệnh nhân. Cho nên cái mối lo ngại của giới điều trị tôi nghĩ là chính là hướng đến những cái thuốc mà năm nay có thể là giá rẻ bất ngờ. Và thêm nữa là bệnh viện chưa có nhiều kinh nghiệm trị liệu đối với thuốc này, chưa dùng thử nhiều. Đấy, cho nên là cũng có cái băn khoăn. Nhưng mà để đánh giá được nó chất lượng hay không chất lượng thì phải có một cái nghiên cứu toàn diện được đánh giá bởi các cơ quan độc lập. Đấy, và trước mắt thì thí dụ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh chẳng hạn, theo tôi được biết thì Bộ Y tế cũng đang hết sức là khẩn trương để mà có những cái đánh giá này đối với những đơn vị đã có kết quả đấu thầu trong năm vừa qua.
Đấy. Và tất cả những cái đó tổng hòa lại thì mới có thể nói được là chất lượng hay không chất lượng. Nhưng còn tôi nghĩ là không chỉ một mình bác sĩ Quyết mà tất cả chúng ta ở đây thì đều chia sẻ cái quan điểm là cái chất lượng thuốc là cái quan trọng nhất, và sau đó thì cái giá cả hợp lý là cái yếu tố đi kèm. Vâng. Hiện nay thì cái tiền thuốc nó cũng chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong cái chi phí khám chữa bệnh, nó chiếm khoảng 60% đúng không ạ? Và cái kiểm soát được cái danh mục thuốc và cái vấn đề là cái giá thuốc đắt hay là rẻ thì là những cái yếu tố rất là quan trọng để quyết định cái mức chi trả của bảo hiểm y tế. Về cái vấn đề giá cả cũng như là chất lượng thuốc, ông Vũ Xuân Hiển đến từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam chắc chắn là cũng có nhiều cái điều muốn chia sẻ với lại khán giả, xin mời ông ạ. Vâng, thưa anh, là theo tôi thì cái mục tiêu của cái đấu thầu thuốc trong các cái cơ sở y tế là làm thế nào để lựa chọn được thuốc mà đảm bảo chất lượng, có cái giá hợp lý. Và đạt được cái mục tiêu đó thì sẽ giảm cái chi phí cho người bệnh cũng như là giảm chi phí cho ngân sách và cho quỹ bảo hiểm y tế. Câu chuyện vừa rồi chúng ta cũng trao đổi liên quan đến cái chất lượng thuốc và cái giá thuốc. Thì theo quan điểm của tôi thì cái chất lượng thuốc thì mà thuốc muốn lưu hành ở Việt Nam ấy, thì phải được Bộ Y tế cấp cái số đăng ký. Thế mà muốn được Bộ Y tế cấp cái số đăng ký thì thuốc phải đảm bảo cái chất lượng về nguyên tắc như thế, và phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về ghi trên nhãn. Thì như vậy là tất cả các cái thuốc mà đã được cấp cái số đăng ký của Bộ Y tế thì đương nhiên là phải đảm bảo cái chất lượng. Còn về giá thì thời gian vừa qua thì cũng chúng ta thực hiện cái thông tư 01 thì cái giá thuốc khi đấu thầu thông tư 01 thì cái giá thuốc nó giảm, cũng như cái thông tin vừa rồi mà anh cũng đã trao đổi, tức là cùng một cái thuốc đó, cùng hoạt chất, cùng hàm lượng, cùng đường dùng, cùng dạng bào chế, cùng nước sản xuất thì khi thực hiện đấu thầu thông tư 01 thì nó giảm cỡ khoảng 20-30%. Như vậy ở đây cái câu chuyện ở đây là thuốc đấu thầu theo thông tư 01 thì giá nó giảm. Thế chính vì thế mà thuốc vào bệnh viện thì bao gồm rất nhiều thuốc tốt ở nhóm 1, nhóm biệt dược, và có những thuốc thì nó lại ở những cái nhóm khác. Thì ở cái mức độ về cái chất lượng thì có thể là nó cũng khác nhau. Thế chính vì thế mà khi đấu thầu theo cái thông tư 01 như vậy thì trong cái cơ cấu thuốc ở bệnh viện nó rất lớn như vậy. Đối với viện trung ương thì cỡ khoảng 1.000 tên thuốc. Bệnh viện địa tỉnh thì cũng cỡ khoảng độ vài trăm tên thuốc, bệnh viện huyện thì cũng có độ vài trăm. Thì cái việc mà có nhiều cái thuốc trúng thầu với giá khác nhau theo các phân nhóm thì cũng là chuyện rất là bình thường. Thế nhưng ở đây cơ bản ấy, là khi thực hiện đấu thầu theo 01 thì cái giá thuốc nó giảm. Cũng cái viên thuốc đó trước đây khi thực hiện đấu thầu theo từ số 10 thì nó đắt hơn rất nhiều. Mà khi thực hiện theo 01 nó đúng theo quy định của thông tư 01 thì giá thuốc nó giảm. Thì ở đây tôi đặt cái vấn đề là cái góc độ ở đây là chính viên thuốc đó được giảm rất nhiều, chứ cũng không đặt vấn đề là thuốc đắt thuốc rẻ, mà bản thân cái viên thuốc đó nó đã có giảm so với cái viên thuốc mà trước kia phải mua theo thông tư số 10. Và tôi xin cũng về cái chuyện là giá thuốc giảm thì có một cái vấn đề cũng rất là đáng lưu ý này, là vẫn chính các mặt hàng thuốc đã được các bệnh viện phê duyệt trúng thầu sử dụng trong năm 2012 ấy, thì cái mức giá nó cao hơn rất là nhiều so với cái giá trúng thầu năm 2013. Vậy thì xin hỏi tiến sĩ Phong Lan, bà có ý kiến như thế nào khi mà dư luận bày tỏ cái nghi ngờ về cái tính minh bạch và cái hiệu quả thực chất của cái việc đấu thầu thuốc từ trước tới nay trong các bệnh viện? Đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thì cho tới giờ phút này chúng tôi đang khẩn trương tiến hành đấu thầu tập trung và chưa có cái kết quả của năm 2013. Nhưng mà qua thông tin báo chí và đặc biệt là với cái thông báo của bảo hiểm thì chúng tôi thấy là cho tới giờ phút này thì tôi cũng không dám là đưa ra một cái ý kiến nó bởi vì là ở đây á là chúng tôi cũng không hiểu là nếu căn cứ trên cái gì để chúng ta so sánh. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hiển, nếu như mà có những mặt hàng mà năm nay cũng cái mặt hàng đó cùng công ty sản xuất đó giá giảm hơn hẳn thì rõ ràng như vậy là bản thân các công ty khi tham gia đấu thầu thì cũng nhận thấy là cái thông tư 01 này nó tương đối chặt chẽ và khó có thể qua mặt. Cho nên là đã chào cái giá thấp hơn thì mới bảo đảm được mình trúng thầu. Thì cái đấy tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà tôi cũng thấy có một số các báo cáo của Bảo hiểm y tế nói rằng là cái giảm này thì là căn cứ là so sánh với cái giá kế hoạch, tức là giữa giá kế hoạch với giá trúng thầu. Thế thành ra là ở đây vấn đề là khi chúng ta so sánh thì phải so sánh cùng đại lượng với nhau.
thì chúng ta mới có thể chắc chắn là cái phần này nó giảm hay không. Cho nên là trong cái vấn đề giảm giá này á, trên cái tổng chi phí chúng ta thấy rõ là nó có một cái sự giảm. Nhưng mà để mà có một cái kết luận chính xác cuối cùng thì phải có cái phân tích thống kê, và đặc biệt là phải có đầy đủ các địa phương trên cả nước, đặc biệt là những địa phương lớn như thành phố Hồ Chí Minh, như Hà Nội có cái kết quả đấu thầu vào chung, thì từ đó cái kho dữ liệu tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ hơn. Còn cái sơ bộ thì tôi hoàn toàn đồng ý là trên tổng thể thì nó có một cái sự giảm về cái giá. Vâng, cái thuốc giảm giá thì cũng rất là tốt rồi, đúng không ạ? Vì cái chủ trương của cái chính sách này là làm cho một làm sao để cho cái mức giá nó hợp lý. Mức giá nó hợp lý với nhưng cái chất lượng. Nhưng mà bà có ý kiến như thế nào trước cái lo ngại rằng là cái việc ưu tiên về giá thì có thể sẽ làm tăng cái nguy cơ về cái thuốc giá rẻ là chất lượng không đảm bảo? Tôi thấy là tôi khoan đặt ra vấn đề giá rẻ hay không. Nhưng mà riêng đối với thông tư 01 và cùng với nó song song với nó là thông tư 11 về cái hồ sơ mời thầu, thì chúng tôi thấy là những cái điểm, những cái tiêu chí để mà quy định về cái chất lượng của thuốc nó cũng vẫn còn rất là khiêm tốn so với cái phần mà quy định cái tư cách nhà thầu. Cho nên với cái tỷ lệ như thế này thì kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng đấu thầu rồi, chúng tôi nhận thấy là các cái thuốc sẽ dễ dàng vượt qua cái vòng điểm kỹ thuật để sau cùng là chỉ còn có cái đấu giá. Cho nên các bệnh viện lo lắng là lo lắng ở cái chỗ đó. Tôi nói thí dụ cả cái thang điểm là 100 thì chúng ta có 37 điểm là để đánh giá về cái chất lượng của thuốc. Và trong cái chất lượng của thuốc này chỉ tập trung hai ý. Thứ nhất là về cái thuốc này đã từng bị đình chỉ, tức là tiền sử nó đã bị những cái, rồi công ty đấy đã bị những vấn đề về vi phạm hay chưa. Thứ hai là vấn đề hạn dùng của thuốc, hạn dùng cao thì sẽ có điểm cao hơn. Nhưng mà như khi nãy tôi nói là cái chất lượng của thuốc nó còn nhiều vấn đề. Năm nay cái thông tư 01 phải nói là có một sự tiến bộ rất lớn trong cái việc chia các cái nhóm cơ sở sản xuất để tăng thêm cái điều kiện. Các cái nhóm thuốc mà tương đồng gần gũi với nhau thì sẽ cùng đấu thầu, như vậy nó sẽ rất là công bằng. Nó công bằng hơn là nếu so với trộn tất cả lại để mà cùng đấu thầu như là của thông tư 10. Nhưng mà trong ngành, đặc biệt trong ngành dược chúng tôi thì cũng rút ra là nếu chỉ một mình cơ sở sản xuất không thôi thì cũng chưa đủ. Như khi nãy tôi nói, cái yếu tố chất lượng của thuốc nó rất nhiều yếu tố. Nó có cả nguyên liệu, nó có cả cái thành phẩm sản xuất ra sau đó, và đặc biệt là nó có cái kinh nghiệm trị liệu của bệnh viện. Chính vì vậy mà tôi được biết là hiện nay thì với những cái ưu điểm, những cái mà thông tư 01 đã mang lại, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái mà hạn chế, trên thực tế làm thì mới thấy. Thì Bộ Y tế cũng đang hết sức là khẩn trương là có cái ban soạn thảo để mà sửa đổi cái thông tư 01. Và như vậy thì quay lại nói là về cái luật đấu thầu cũng vậy. Thế chúng tôi cũng có góp ý cho Quốc hội để mà xây dựng những cái chương, những cái điều riêng cho đấu thầu thuốc, thì để phần nào là hạn chế những cái nhược điểm và phát huy những cái ưu điểm. Thì rõ ràng về mặt văn bản quy phạm pháp luật, chúng ta cũng sẽ phải có những cái điều chỉnh. Mà đây chính là cái vấn đề mà Bộ Y tế đang hết sức khẩn trương để mà tiến hành. Cũng như là về cái vấn đề chất lượng thuốc thôi. Thì cái công tác kiểm nghiệm được hết sức coi trọng, đẩy mạnh. Và với cái kết quả kiểm nghiệm, tôi có thể nói là đây là lần đầu tiên khi mà những cái công ty có vi phạm về chất lượng thì đã được thống kê, đã được công bố một cách công khai để mà có những cái biện pháp chế tài. Ở đây trước mắt là 100% những thuốc mà của những công ty này về sau này nhập là sẽ phải là chuyển về kho và chờ kiểm nghiệm trước khi đưa ra thị trường. Đấy, nhưng mà không loại trừ tiến tới trong tương lai chúng ta có thể có những biện pháp mạnh hơn như các nước đã sử dụng đối với những thuốc mà có vi phạm về chất lượng, có thể là cấm nhập khẩu, có thể là những cái biện pháp mạnh hơn, vân vân và vân vân, thì tôi nghĩ là tình hình nó sẽ khá hơn. Vâng, hiện nay do chúng ta chưa có cái đấu thầu quốc gia cho nên là mỗi một địa phương đấu thầu theo một cái cách khác nhau, và 63 tỉnh thành phố thì có rất là nhiều những cái hội đồng đấu thầu thuốc, và đây cũng là cái nguyên nhân làm cho cái giá thuốc ấy, thì loạn nó xạ. Đúng là nó loạn xạ lên, và mỗi nơi thì là một giá, và thậm chí cái giá nó có thể chênh nhau rất là lớn. Tôi xin hỏi là cái thực tế này thì nó gây khó khăn như thế nào cho cái việc là xác minh cái giá thuốc cũng như là làm các cái thủ tục mà thanh toán về cái gọi là phí bảo hiểm y tế ấy? Vâng, thì cái nguyên tắc để mà thanh toán cái chi phí thuốc bảo hiểm y tế thì căn cứ vào mấy cái yếu tố thế này. Thứ nhất là căn cứ vào thực tế cái số lượng thuốc mà sử dụng do bác sĩ chỉ định. Thứ hai là căn cứ vào cái giá thuốc thanh toán. Và giá thuốc thanh toán ấy là cái giá mua vào của bệnh viện và không được cao hơn cái giá đã đấu thầu. Thứ ba là thuốc thì phải nằm trong cái danh mục thuốc mà được Bộ Y tế cho phép thông tư 31 ấy, là được thanh toán bảo hiểm.
Thế thì có 3 cái yếu tố đó để mà là cái căn cứ để thanh toán chi phí thuốc cho bảo hiểm y tế. Nhưng mà với rất nhiều những cái mức giá khác nhau thế thì trong cái việc là chi trả thì chúng ta gặp những cái khó khăn gì không ạ? Chính vì thế mà có ba cái yếu tố đó để mà cấu thành lên cái việc thanh toán cái chi phí tiền thuốc, mà trong đó ấy, thì cái yếu tố về giá thì nó chiếm cái vai trò rất là quan trọng. Cái giá thuốc ấy thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta theo dõi chúng thấy rằng là có cái tình trạng là giá thuốc ở các cái bệnh viện trên địa bàn nó đã khác nhau rồi. Và ở các địa phương ấy, thì lại càng khác nhau, cũng có cái khác nhau. Vì nguyên nhân là do là cái đấu thầu thuốc của bệnh viện thì hiện tại là thực hiện theo 3 cái hình thức. Một là đấu thầu chung, tập trung, giao cho Sở Y tế thực hiện. Hai là đấu thầu riêng lẻ, tức là từng bệnh viện thực hiện. Và ba là đấu thầu đại diện, tức là giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh đấu thầu, có bệnh viện khác thì căn cứ vào kết quả đó là mua sắm. Và thực hiện 3 hình thức đó thì ở mỗi địa phương thì lại có một cái hội đồng, có nhiều hội đồng đấu thầu thuốc. Chính vì thế mà dẫn tới cả nước ấy, là có rất nhiều hội đồng đấu thầu thuốc. Mà nhiều hội đồng đấu thầu thuốc thì chắc chắn là mỗi hội đồng đấu thầu thuốc thì cái giá thuốc nó khác nhau. Dẫn tới là cái hiện tượng là có cái sự khác nhau, chênh lệch nhau về giá thuốc giữa các cơ sở khám chữa bệnh, giữa các địa phương. Vậy như anh nói là vừa rồi là cái việc loạn giá thuốc. Thế thì bảo hiểm thì khi mà thanh toán thì trên cơ sở là giá thuốc của từng cơ sở khám bệnh mua như vậy. Thế chính vì thế mà khi thanh toán thì phải áp cái giá thuốc của từng cơ sở khám chữa bệnh. Trong khi đó thì giá thuốc thì nó, cái danh mục thuốc thì nó rất lớn. Mỗi bệnh viện nó hàng ngàn cái tên thuốc, tên thương mại. Thì mỗi một cái tên thuốc là một giá khác nhau. Thế chính vì thế mà cái việc áp giá để thanh toán thì cũng rất là khó khăn trong cái việc thanh toán cái quỹ bảo hiểm y tế. Thứ hai nữa là nó cũng tạo ra một cái sự không công bằng. Không công bằng cho cái người bệnh cũng như là cho cái việc quản lý cái quỹ ở các cái địa phương khác nhau. Và cái việc là có quá nhiều những mức giá như vậy ấy, thì theo bạn nó có gây những cái khó khăn như thế nào trong công tác quản lý nhà nước đối với lại cái vấn đề là giá thuốc? Đối với thành phố chúng tôi thì các năm qua là mỗi bệnh viện là một cái hội đồng đấu thầu và phải đấu thầu riêng rẽ. Và đúng, thừa nhận là có cái tình trạng giá khác nhau. Thì đương nhiên thôi, vì khi các công ty tham gia đấu thầu để bảo đảm trúng thầu cái gì chăng nữa thì trừ những mặt hàng mà gọi là bị giật gốc thì có thể có cùng một giá. Chứ còn á, những cái mặt hàng generic thì rất là phức tạp. Và cũng tương tự như bên bảo hiểm, tức là ở đây là về công tác quản lý, về cái giá thuốc thì luôn luôn là nhận được cái sự kêu ca. Bởi vì cái giá đấu thầu này không những là để căn cứ để bảo hiểm y tế thanh toán, mà còn là căn cứ để cho một số bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện mua vào và bán cho bệnh nhân ngoại trú. Đấy, và như vậy thì trong một cái địa bàn mà cái giá của các cái thuốc nó hết sức khác nhau giữa các bệnh viện thì sau đó là rất là khó trong công tác quản lý và cũng như là trong cái xử lý về vi phạm giá như thế nào. Vâng. Đối thoại chính sách, chương trình chính luận của Đài Truyền hình Việt Nam. Đối thoại chính sách, diễn đàn hữu ích để giải thích, phản hồi, phân tích và bình luận chính sách lớn dưới góc nhìn đa chiều. Đối thoại chính sách, diễn đàn của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý từ trung ương tới địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học và công chúng. Đối thoại chính sách, kênh đối thoại giữa lãnh đạo với người dân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến bình luận và đề xuất của doanh nghiệp cũng như là người dân xin được gửi về địa chỉ đối thoại chính sách a@vtv.vn. Chương trình đối thoại chính sách phát sóng 22 giờ 20 phút thứ tư hàng tuần trên VTV1. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp dược phẩm trong nước thì đang đứng trước những cái thách thức rất là lớn khi thuốc nội giá rẻ thường rất là khó thắng thầu khi mà tiến hành các cái cuộc đấu thầu, và thay vào đó thì thuốc ngoại giá rẻ là chiếm lĩnh thị phần tại các nhà thuốc bệnh viện. Xung quanh câu chuyện đấu thầu thuốc thì có rất nhiều những cái vấn đề tồn tại, nhiều bất hợp lý và thậm chí là cả những cái nghi vấn đang đặt ra đòi hỏi cần phải có những cái biện pháp để mà khắc phục. Trong những năm gần đây, các công ty sản xuất thuốc đã đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng thuốc tốt, đáp ứng được yêu cầu điều trị. Tuy nhiên, năm 2013, số mặt hàng và số lượng thuốc Việt trúng thầu vào các bệnh viện giảm đến 30%. Tại hội nghị lấy ý kiến, các chuyên gia y tế cũng đã chỉ ra thực tế rằng trong hơn một năm qua, thuốc nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan chất lượng không hơn gì thuốc Việt Nam, nhưng trúng thầu rất nhiều vì giá rẻ. Riêng hàng Việt Nam thì chúng tôi thấy đó là cái chất lượng cũng rất là khác nhau.
thì về có thể là về cái những cái hãng mà dược phẩm mà có uy tín đầu tư những cái dây chuyền sản xuất lớn hoặc là những cái nguyên liệu mà lấy từ nguồn hàng từ châu Âu thì có thể là cái chất lượng thuốc tốt hơn và đương nhiên giá thành của những cái loại thuốc đó cũng mắc hơn. Và nếu mà mắc như vậy thì cái lối đấu thầu như hiện nay là những cái loại thuốc đó sẽ không vào được bệnh viện. Tại hội nghị lấy ý kiến, các chuyên gia y tế cũng đã chỉ ra thực tế rằng trong hơn một năm qua, thuốc nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan chất lượng không hơn gì thuốc Việt Nam, nhưng trúng thầu rất nhiều vì giá rẻ và thậm chí không phải đấu thầu chung với thuốc Việt. Trong khi đó, doanh nghiệp dược trong nước muốn sản xuất phải hội tụ đủ nhiều tiêu chuẩn, được kiểm tra gắt gao. Còn doanh nghiệp nước ngoài khi nhập thuốc vào chỉ kiểm tra chất lượng trên giấy là không bình đẳng. Chính vì vậy, doanh nghiệp trong nước như bị kìm hãm, khó khăn, ngân sách thì thất thu. Như vậy, cuối cùng đơn vị hưởng lợi nhất cho đấu thầu lại là các doanh nghiệp dược nước ngoài. Nếu chúng ta mở rộng hơn, cho phép thuốc Việt Nam được cạnh tranh với thuốc nhập khẩu, tức là thay vì là chỉ cho thuốc nhập khẩu thành một lô, thì các thuốc nhập khẩu cạnh tranh với nhau và họ có quyền đưa giá lên. Hay là biệt dược một lô thì họ muốn giá nào cũng được, thì có thể cho phép là các thuốc Việt Nam tương đương sinh học được quyền cạnh tranh với thuốc gốc, các thuốc Việt Nam tương đương sinh học được quyền cạnh tranh với thuốc tương đương sinh học nước ngoài. Một trong những bất cập hiện nay là đấu thầu riêng rẽ tại các cơ sở y tế. Sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, đó là việc gây lãng phí và làm nảy sinh các tiêu cực, mà tiêu biểu là tình trạng loạn giá, loạn chất lượng thuốc. Quy định đấu thầu thuốc tập trung trong dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đã nhận được nhiều ủng hộ vì sẽ khắc phục được những hạn chế của đấu thầu riêng lẻ. Tuy nhiên, tính khả thi của quy định này vẫn là vấn đề đáng cân nhắc. Nhất là việc chọn lựa loại thuốc trúng thầu phải đáp ứng được cả chất lượng, giá cả và đảm bảo hài hòa giữa bệnh viện các tuyến. Theo các chuyên gia ngành dược, việc quy định doanh nghiệp trúng thầu phải cung ứng số lượng thuốc theo đơn hàng tăng gấp trăm lần so với trước đây sẽ là bài toán khó. Khi mà đấu thầu tập trung thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ thanh toán thuốc trên địa bàn là đồng giá với nhau. Nhưng vấn đề đặt ra trong hiện nay mà tổ chức cái đấu thầu tập trung theo cái thông tư 01 thì chúng tôi chỉ băn khoăn một vấn đề. Đó là nếu mà trên địa bàn lớn như thành phố Hồ Chí Minh này mà đấu theo các cái nhóm thuốc được phân chia như vậy thì khả năng mà một đơn vị mà trúng thầu thì cái không biết là cái khả năng cung ứng của họ như thế nào đối với lại cái thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh này. Khi thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hàng chục cơ sở y tế công lập lớn nhỏ, việc đấu thầu thuốc tập trung là một vấn đề không thể làm một sớm một chiều mà cần có một lộ trình thích hợp. Ngoài ra, vai trò của hội đồng thẩm định, phê duyệt của Sở Y tế thành phố phải thật sự công tâm và có trách nhiệm. Thưa các vị khách mời, chúng ta thì luôn luôn là có cái chủ trương là khuyến khích và sử dụng các cái thuốc trong nước sản xuất được nếu như mà cái chất lượng nó đảm bảo và cái giá của nó hợp lý. Nhưng mà rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì các doanh nghiệp sản xuất dược trong nước thì cũng than phiền rất là nhiều về cái việc là họ khó trúng thầu ở các bệnh viện và cái thị phần của họ là giảm, thậm chí là giảm mạnh. Trong khi đó thì các cái doanh nghiệp nước ngoài thì thuốc rẻ thì tràn ngập ở trong rất là nhiều những cái bệnh viện. Vậy thì xin được hỏi ông Vũ Xuân Hiển là ông lý giải như thế nào về cái hiện tượng này? Vâng, hiện nay thì đối với cái thuốc sản xuất trong nước ấy, thì theo cái số liệu thống kê thì đang chiếm khoảng độ 50% tổng cái chi phí cho thuốc. Trong đó thì ở cái bệnh viện mà tuyến trung ương ấy thì chỉ chiếm khoảng 12%. Tuyến tỉnh thì chiếm cỡ khoảng 35%. Thế còn tuyến huyện thì chiếm khoảng độ 62% tổng cái chi phí thuốc. Ở đây thì có cái câu chuyện khi đấu thầu đối với thuốc Việt Nam ấy, thì chúng ta thì vẫn có cái chủ trương là ưu tiên sử dụng thuốc trong nước. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nhưng mà các cái chính sách để mà cụ thể hóa cái đó thì theo tôi thì cũng cần phải bàn mà cần phải có những cái giải pháp để thực hiện được cái yếu tố đó. Hiện tại thì đấu thầu theo 01 thì chúng ta được biết là theo cái hướng dẫn của thông tư 01 thì cái gói generic ấy, thì được chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là cái nhóm mà được là cái khối EMA rồi PIC và tham gia cái ICH.
Nhóm thứ hai là cái nhóm mà thuốc sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn GBU. Và nhóm thứ ba là cái nhóm mà là còn lại ngoài hai cái nhóm 1 và nhóm 2 cỡ khoảng độ 200 nước còn lại. Nhóm thứ tư là tương đương sinh học. Thì chia làm 4 nhóm như thế. Đồng thời là cái danh mục thuốc để mà đấu thầu vào bệnh viện ấy, là do giám đốc bệnh viện quyết định cái danh mục đó. Thế và trong cái thông tư 01 hiện tại thì cũng chưa quy định là cái cơ cấu, cái tỷ lệ các cái nhóm thuốc mà bệnh viện xây dựng để mà đấu thầu. Và cái này là đang giao vào cho giám đốc bệnh viện chủ động cái việc này. Thế chính vì thế mà cái thuốc Việt Nam, tức là cái thuốc nhóm 2 ấy, mặc dù là bên dược phẩm thì cho rằng là thuốc là đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của WHO. Bệnh viện thì nói là không, đúng không ạ? Cái này thì cũng không hẳn như thế. Bệnh viện thì cũng không hẳn là như thế. Thì cái này chắc là chị Phong Lan thì chia sẻ cái này nó sẽ sâu hơn. Thế nhưng mà cái tâm lý khi mà dùng thì vẫn đang là các bác sĩ thì vẫn đang muốn hướng vào cái thuốc ngoại, thuốc đắt tiền. Thì theo tôi là... Nhưng mà đây là cả những cái loại thuốc ngoại rẻ tiền nữa cơ. Thì vẫn vào các bệnh viện. Có lẽ là tiến sĩ Phong Lan muốn chia sẻ về cái vấn đề này đúng không ạ? Dạ, tại vì cái vấn đề ở đây á, là chúng ta cũng phân biệt ngay trong bản thân thuốc mà sản xuất trong nước của chúng ta thì cũng có những loại mà chúng ta xếp vào cái nhóm chất lượng cao. Tức là ở đây là giống như thông tư 01 đã xếp đấy, có những cái cơ sở sản xuất đạt cái chuẩn, không chỉ là cái chuẩn thông thường là GMP WHO, như tất cả những cơ sở sản xuất phải đạt thì là mới có thể có thuốc lưu hành trên thị trường, mà có thể còn cao hơn, có thể tiêu chí của châu Âu, của Mỹ, rồi của các cái công ước mà đã tham gia, tức là cái nhóm số 1. Thế rồi chúng ta cũng có một nhóm riêng cho những cái thuốc sản xuất, thuốc generic mà có cái kết quả thử tương đương sinh học chia ra hết rồi. Thế thì ngay trong thuốc sản xuất trong nước thì chúng ta có một số các nhà máy, không phải là toàn bộ 123 nhà máy đạt chuẩn của chúng ta thì nhà máy nào cũng có thể tham gia vào những nhóm này, một số thôi. Còn lại cái số còn lại thì chúng ta cũng đánh vào cái phân khúc thị trường là cái thuốc chất lượng gọi là vừa đúng với cái chuẩn. Thế nhưng mà cái giá thì cũng có thể hạ xuống. Thế thì ở đây vấn đề đặt ra là gì? Trong cái phân khúc mà cao cấp thì chúng ta cạnh tranh như thế nào? Và trong cái phân khúc mà giá rẻ thì chúng ta cạnh tranh như thế nào? Giá rẻ thì năm nay là ghi nhận là đột biến, là coi như tăng số lượng rất lớn những cái thuốc từ Ấn Độ, từ Trung Quốc mà với cái giá rẻ. Như vậy là rõ ràng những doanh nghiệp này của Việt Nam là bị thua rồi. Và đối với cái phân khúc mà chất lượng cao kia thì phải nói là cũng cầm cự. Nhưng mà theo như chúng tôi cũng nhận được các cái báo cáo thì cũng rất nhiều những công ty dược mà hàng năm thì cũng có truyền thống trúng thầu rất nhiều ở các bệnh viện, thành phố. Đặc biệt là cái nhóm thuốc mà chất lượng cao có thể ngang ngửa với thuốc ngoại, mà thuốc ngoại mà chất lượng cao thì năm nay cũng bị rớt thầu nhiều. Đấy. Cho nên là ở đây vấn đề đặt ra là doanh nghiệp dược của chúng ta chưa có một cái chiến lược và chưa có được ưu tiên bằng một cái chính sách cụ thể. Cái chiến lược về giá cũng như là ưu tiên bằng chính sách cụ thể, nó rất là khó khăn. Thế khi mà chúng ta chia nhóm như vậy, tôi nghĩ là cái chia nhóm theo cơ sở sản xuất này là một cái hay, để cho những cái thuốc tương đồng với nhau, cạnh tranh với nhau. Và như vậy rõ ràng là chúng ta cũng có thêm nhiều lợi thế. Nhưng mà khi trộn vào thì với một số quốc gia, phải nói là về cái mặt giá này họ hết sức là linh hoạt. Hết sức linh hoạt. Và cũng cần phải nói thêm là lẽ ra chúng ta cũng phải có những chính sách cụ thể hơn. Ưu tiên cho hàng Việt Nam như ưu tiên như thế nào? Ở đây quan điểm chúng tôi là ưu tiên cho hàng Việt Nam như vậy là hàng Việt Nam chất lượng. Và khi chất lượng như vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến những cái mô hình là với một số thuốc thì chúng ta chỉ thanh toán cho hàng Việt Nam thôi, nếu như mình sản xuất được và nếu như mà bảo đảm cái phần chất lượng đó. Chứ bây giờ khi mà đi vào cạnh tranh chung cùng những cái thuốc từ các cái quốc gia mà họ có những cái kinh nghiệm về quảng cáo sản phẩm, họ có kinh nghiệm về đấu thầu hơn, họ có kinh nghiệm về làm giấy tờ hồ sơ hơn, thì tôi nghĩ là cũng rất là khó khăn. Thời gian vừa qua thì báo chí và dư luận cũng nói rất là nhiều và cũng tranh luận rất là nhiều về những cái hình thức đấu thầu. Và trong đó thì có một hình thức đấu thầu thuốc là đấu thầu tập trung. Chúng tôi được biết là Thành phố Hồ Chí Minh cũng được chọn là cái nơi để mà thí điểm về cái mô hình này. Tuy nhiên thì những cái ý kiến về cái việc là những cái ưu điểm cũng như là những cái hạn chế của cái hình thức đấu thầu này thì cũng được trao đi đổi lại và cũng được nói rất là nhiều. Vậy thì bà có thể cho biết cái quan điểm của bà về cái hình thức đấu thầu tập trung so với những cái hình thức khác thì nó có những cái vấn đề gì, nó tạo được những cái ưu điểm cũng như là những cái vấn đề tồn tại của nó là gì?
Có lẽ đầu tiên thì tôi xin phép đính chính là Thành phố Hồ Chí Minh không phải là chọn làm nơi thí điểm. Thực ra chúng tôi làm sau rất nhiều các địa phương, 63 tỉnh thành thì rất nhiều các cái tỉnh thành là cũng là các sở y tế đã tiến hành cái đấu thầu tập trung, có thể là do sở hoặc là cái hình thức một bệnh viện đứng ra đấu thầu cho các bệnh viện khác. Và ngành y tế thành phố thì phải nói là trong nhiều năm gần đây thì chúng tôi cũng đã định hướng hướng đến cái đấu thầu tập trung, bởi vì chúng tôi thấy là cái đấu thầu riêng rẽ, chúng tôi có 31 bệnh viện tuyến thành phố và 23 bệnh viện quận huyện, như vậy là cái hội đồng thầu rồi giá thì nếu còn làm riêng rẽ thì không bao giờ khắc phục được những cái nhược điểm của đấu thầu riêng rẽ, đó là lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc, và đồng thời cái giá của nó không thống nhất được và cái kiểm soát của nó cũng không tốt, cho nên chúng tôi mới hướng đến cái đấu thầu tập trung. Cái lợi của đấu thầu tập trung thì ai cũng thấy, tức là với một cái cơ chế thì chúng ta có thể là kiểm soát, và với một cái gói thầu lớn như vậy chúng ta sẽ có cái vị thế để mà thương thảo với các công ty để tìm được cái giá thuận lợi nhất cho ngành, cái giá tốt nhất cho ngành mà với cái chất lượng thuốc bảo đảm. Thì đó là cái định hướng, cái mục tiêu chúng tôi hướng đến đối với đấu thầu tập trung. Nhưng chúng tôi cũng thấy rất rõ là đấu thầu tập trung nó cũng có những cái trở ngại, những cái hạn chế mà chúng ta phải nhìn thấy để mà tìm cái biện pháp giải quyết. Làm sao để tìm được một mẫu số chung cho mấy chục cái bệnh viện như vậy. Đấy. Cho nên là chúng tôi cũng đề ra một số những cái giải pháp. Cái thứ nhất, đối với đấu thầu tập trung tôi nghĩ là đứng về mặt quy phạm pháp luật thì chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện để mà xây dựng cái quy phạm pháp luật, những cái luật, những cái nghị định, những cái thông tư là để hướng đến đấu thầu tập trung, chứ không phải như bây giờ những thông tư chúng ta xây là để dành cho hình thức đấu thầu riêng rẽ. Đấy, cho nên cái này là vừa làm vừa rút kinh nghiệm thôi. Và đồng thời là chúng ta cũng phải mở rộng ra cái cách để mà lấy mặt hàng. Thí dụ như là sau khi đấu thầu chúng ta có một cái mức giá này là đã được thống nhất giữa công ty với lại bên chỗ mời thầu rồi, thì sau đó là các bệnh viện có thể căn cứ trên mức giá này để mua những cái loại thuốc mà không vượt quá cái giá này nhưng mà vẫn bảo đảm cho cái yêu cầu điều trị của bệnh viện. Đó. Bởi vì thị trường, thực chất là chúng ta xuất phát từ thị trường có hơn 28.000 biệt dược. Đó. Cùng với là hàng ngàn công ty. Đó. Mà đấu thầu tập trung ngay lập tức để gom lại thì cái số lượng trúng thầu với bệnh viện cả thành phố thì rõ ràng là một hoặc chất, dù cho có mở rộng như thông tư 01 thì chúng tôi cũng chỉ có thể là tiến đến tối đa là 3 cho tới 5 biệt dược thôi, chứ không thể hơn được. Thế thì thứ nhất là chúng ta phải coi về quy phạm pháp luật. Và trong cái thời gian tới, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương làm, thì chúng tôi cũng sẽ xin phép với các cái cơ quan chức năng cấp trên để mà cho phép chúng tôi có thể là lấy nhiều biệt dược khi mà trúng thầu, chứ không phải chỉ là một cái biệt dược duy nhất từ một cái nhà sản xuất duy nhất. Vì khi nhà sản xuất này, khi nhà kinh doanh này gặp vấn đề gì, nếu mà đứt hàng mà xảy ra trên toàn thành phố thì đây là một vấn đề hết sức lớn. Mà cái mục tiêu số 1 của ngành chúng tôi vẫn phải là bảo đảm làm sao đủ thuốc cung ứng cho bệnh nhân. Còn những việc khác thì nó sẽ là cái ưu tiên số 2, số 3. Đấy, đấy là cái quy phạm pháp luật. Cái thứ hai là về cái công nghệ thông tin. Phải có công nghệ thông tin mới có thể làm được trên cái mức độ lớn. Và cái thứ ba là cũng phải quan tâm hơn nữa tới cái tiêu chí chất lượng thuốc. Vâng, tôi muốn hỏi một cái điểm này, tức là như bà vừa nói là cái vấn đề là cung ứng thuốc với một cái địa bàn rộng lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nếu chúng ta tiến hành đấu thầu tập trung ấy thì nếu mà phân theo cái nhóm thuốc và chỉ chọn một cái đơn vị trúng thầu thì cái khả năng cung ứng thuốc của họ cho một cái địa bàn rộng lớn như thế có đáp ứng được hay là không, và liệu có xảy ra cái tình trạng là phải chờ đợi vì thiếu thuốc như là dư luận lo ngại hay là không, và kể cả một cái vấn đề cũng rất là được quan tâm nữa là liệu các doanh nghiệp ở trong nước của chúng ta có đủ năng lực để tham gia một cái hình thức đấu thầu tập trung với một cái số lượng thuốc rất là lớn như thế hay không. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nghĩ là khi chúng tôi tiến hành đấu thầu tập trung thì đây sẽ là cái tiền đề để sau đó là tiến hành trên mức độ quốc gia. Và những cái lo ngại mà anh vừa đặt ra thì đây cũng là cái mà chúng tôi thường xuyên là quan tâm đến. Bởi vì với một cái xuất phát thị trường như thế này, thế thì làm sao? Riêng cái đấu thầu tập trung thì đối với những cái mặt hàng thuốc biệt dược gốc thì nó không thành vấn đề. Vì từ trước tới giờ nó vẫn cung ứng như vậy. Nhưng với mặt hàng generic thì đúng là một vấn đề hết sức lớn. Và sẽ phải đặt ra những cái vấn đề, nếu như sai sót thì sẽ là trên cả hệ thống. Thế thì chúng tôi cũng phải huy động toàn lực. Ở đây là lấy các thuốc như thế nào thì sẽ là ý kiến quyết định của hội đồng tư vấn chuyên môn. Rồi các kỹ thuật đấu thầu thì sẽ do trung tâm mua sắm của thành phố. Tức là chúng tôi sử dụng lực lượng chuyên nghiệp để làm vấn đề này. Và tập trung lực lượng từ các bệnh viện để làm. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái số lượng đầu thuốc trúng thầu. Thế thì để làm chính xác thì tôi nghĩ là thứ nhất, các bệnh viện thành phố phải xây được cái phác đồ điều trị chuẩn. Tức là bệnh nào thì dùng thuốc gì. Đó. Đối với thành phố từng bệnh viện và thống nhất ở trên sở như thế nào.
Trước tiên là thống nhất như vậy. Sau đó thì với đại diện của các bệnh viện, đại diện của các hội nghề nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành chọn lựa thuốc. Và chúng tôi cũng đang hy vọng là cấp trên sẽ cho phép chúng tôi lựa chọn nhiều thuốc cho một cái hoạt chất, để mà nếu thiếu cái này thì còn bù đắp được cái kia, cũng như bảo đảm được cái tính đa dạng trị liệu của các bác sĩ có thể lựa chọn được trên một cái danh mục tương đối là thoải mái. Nhưng mà cái giá thì chúng ta phải khống chế, vì giá này là giá đấu thầu. Thì đây cũng là cái tiền đề để chúng ta tiến hành đấu giá. Như là cái gợi ý, tôi nghĩ là một cái gợi ý rất hay của Bộ trưởng Bộ Y tế trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Tức là làm sao mà để tiến tới là cái hình thức đấu giá quốc gia. Chúng ta có một ủy ban với nhiều thành phần, không chỉ có một mình Bộ Y tế. Và như vậy là trên mức độ quốc gia chúng ta sẽ tiến hành thương thảo với các cái công ty để mà có được cái giá trúng thầu lợi nhất và cái thuốc chất lượng nhất. Rồi sau đó từ cái mức giá này thì các bệnh viện sẽ có cái quyền chủ động để mà chọn lựa các cái thuốc ở trên thị trường. Còn một yếu tố nữa tôi nghĩ cũng rất quan trọng, đó là khi mà tiến hành đấu thầu tập trung, cái gói thầu vô cùng lớn. Gói thầu vô cùng lớn thì vô hình chung chính là cái việc cá lớn nuốt cá bé trên thị trường. Đấy là cái vấn đề đấy ạ. Đấy chính là vấn đề. Và nếu như chúng ta nhìn qua các quốc gia thì chúng ta thấy là đa số cái đấu thầu quốc gia cũng như là cái đấu giá quốc gia hoặc là cung ứng thuốc cho hệ thống bệnh viện thì tập trung vào một số nhà phân phối lớn thôi. Thế thì ở đây nếu như nó là quy luật thị trường thì chúng ta phải chấp nhận. Và trong thời gian chờ đợi thì rõ ràng là tôi nghĩ là cái gì nó cũng phải theo một cái lộ trình. Chính vì vậy thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua chưa tiến hành. Nhưng mà bây giờ thì thời điểm phải nói là Ủy ban Nhân dân đã có chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Và có lẽ là cũng chỉ còn chờ thành phố Hồ Chí Minh nữa thôi. Đấy, làm để mà có thể là có cái đúc kết để chúng ta tiến hành xây dựng các cái chính sách cho nó phù hợp. Thế thì như vậy trên mức độ thị trường thì bản thân thị trường, các công ty cũng sẽ phải điều tiết trong việc bắt tay nhau để mà cùng nhau cung ứng thầu, trong việc phân bổ lực lượng như thế nào. Và chúng ta phải chấp nhận là cái cơ chế thị trường, chứ không thể là để cái tình trạng manh mún hàng ngàn công ty cùng tồn tại, mỗi công ty thì phân phối một vài mặt hàng và cuối cùng dẫn đến là loạn giá. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã để cho nó hiện diện như vậy trên thị trường thì không thể bằng một vài sắc lệnh, một vài cái luật mà bóp chết tất cả, mà chúng ta phải tiến hành có lộ trình. Vâng, cái việc đấu thầu tập trung thì đúng là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là loạn cái giá và cũng giúp rất là nhiều cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cơ quan bảo hiểm y tế trong cái việc là chi trả cái chi phí khám chữa bệnh. Tôi xin được hỏi quan điểm của ông Hiển về cái vấn đề mà bà Phong Lan vừa nêu, tức là chúng ta đang tập trung vào cái mô hình là đấu thầu tập trung. Vâng, cũng xin cung cấp thông tin là thực hiện cái đấu thầu theo thông tư 01 ấy, thì đến thời điểm hiện nay có trên 40 tỉnh đã thực hiện đấu thầu tập trung. Như vậy thì có thể nói là cái xu hướng chung ấy, hiện tại giờ là thực hiện đấu thầu chung. Bởi vì chúng ta cũng, chị Phong Lan vừa trao đổi là có rất nhiều những mặt tích cực trong cái công tác đấu thầu tập trung. Mà cái quan trọng nhất đó là cái sự thống nhất về giá thuốc trên địa bàn. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh là một cái địa phương mà một cái địa bàn nó rất là lớn. Rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Chi phí thuốc thành phố Hồ Chí Minh cũng rất lớn, khoảng 5.000 tỷ. Mà giá nó lại nói nhanh là nó loạn ở các cơ sở khám chữa bệnh thì không thể trong làm quản lý thì không chấp nhận được. Mà chỉ có một cách đó tập trung thì giá nó với thống nhất. Thì tôi thấy rằng đây là cái xu hướng tất yếu. Nó thứ nhất là được về thống nhất về giá. Thứ hai là đảm bảo là cái chất lượng thuốc thì nó được giám sát. Thứ ba là với một cái nguồn lực, với một cái số lượng thuốc lớn như thế này thì chắc chắn là cái giá nó sẽ tốt hơn. Thế rồi khi thực hiện thế này thì chắc chắn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập một cái trung tâm đấu thầu cung ứng rồi. Và tôi hy vọng rằng là trung tâm này khi mà vận hành ấy thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Đấu thầu nó chuyên nghiệp thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. Thì đấy là những cái mà nó được trong cái đấu thầu chung. Mấy cái đáng lo ngại thì tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là về cái danh mục thuốc. Bây giờ phải gom lại toàn bộ cái danh mục thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau. Mỗi một cái cơ sở khám bệnh có đặc thù khác nhau. Thì làm thế nào để xây dựng được một cái danh mục thuốc đấu thầu cho nó bao phủ, để cho tránh cái hiện tại cái gọi là cái mà nó thiếu thuốc ấy là cực kỳ nguy hiểm.
mục đích và cái nhiệm vụ của ngành y tế là phải đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc để đảm bảo để phục vụ và chữa bệnh cho người bệnh, người dân. Thế chính vì thế mà đây là cái mà rồi Sở Y tế thì cũng tôi biết là đang làm rồi, đang xây dựng danh mục rồi. Thế và cũng sắp xong rồi để chuẩn bị cho cái đấu thầu trong cái thời gian tới. Dạ vâng. Thưa các vị khách mời, đấu thầu thuốc không phải là cái phương thức không có nhược điểm, mà một trong những cái vấn đề bên trong của nó là cái tính phức tạp khi mà tổ chức thực hiện. Vậy thì xin được hỏi tiến sĩ Phong Lan, về lâu dài theo bà, cái công tác quản lý và đấu thầu thuốc ấy, cần có những cái thay đổi như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao nhất? Tức là chúng ta có một cái cách thức tổ chức đấu thầu nó chuyên nghiệp, có được đủ cái lượng thuốc cần thiết với cái chất lượng cũng như là cái giá cả hợp lý, phù hợp. Và cái thứ hai nữa là đấu thầu gì thì đấu thầu, nhưng mà chúng ta cũng có cái chính sách để mà khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước thuộc ngành dược là có thể là có cái cơ hội để phát triển, chứ không phải đấu thầu để cho họ coi như là bị cạnh tranh và bị teo tóp lại. Xin mời bạn. Cho nên chúng tôi luôn thấy là trong thời gian qua, cái áp dụng luật đấu thầu cho thuốc mà là áp dụng là luật đấu thầu chung, đặc biệt là cho xây dựng, nó rất nhiều bất cập. Chính vì vậy, trong cái kỳ họp quốc hội tới này thì chúng tôi cũng hết sức hy vọng, và trong thời gian qua thì phải nói là ban soạn thảo của cái sửa đổi luật đấu thầu ấy, cũng đã rất quan tâm đến những ý kiến từ ngành y tế và cũng đã có những cái chương riêng, những cái điều khoản riêng để quy định cho thuốc. Ở đây là mở rộng thêm những cái hình thức về đấu thầu. Không phải lúc nào cũng đấu thầu rộng rãi mà có thể có những hình thức khác. Đặc biệt là cái hình thức như khi nãy tôi nói là về cái vấn đề đấu giá. Mà nếu như có thể tiến hành được đấu giá ở mức độ quốc gia thì phải nói là rất là tốt. Thì chúng ta sẽ đấu giá và có được cái giá trần để bảo hiểm y tế có một cái cơ sở để thanh toán. Nhưng còn thì bệnh viện sẽ có thể là tự mua thuốc theo cái giá đó và có thể lựa chọn trên thị trường. Thì nó còn nhiều yếu tố lắm. Vùng miền này, tác dụng cái thuốc đó, rồi thì cái kinh nghiệm điều trị của bác sĩ, chúng ta phải tôn trọng những điều đó. Chứ còn tôi nghĩ là bất cứ cái gì mà nó quá cực đoan thì nó cũng không tốt. Cái thứ hai nữa là để cho bảo đảm thuốc chất lượng, giá cả hợp lý và đồng thời là cũng ủng hộ cái thuốc sản xuất trong nước, thì chúng ta cũng phải dần dần lành mạnh hóa thị trường, bớt nhập khẩu những sản phẩm nào mà chúng ta đã sản xuất được mà bảo đảm chất lượng. Chúng ta để dành ngoại tệ vào làm việc khác đi. Chứ còn ở đây thì cứ nhập khẩu, và khi đã nhập khẩu vào rồi thì như vậy là nó sẽ rất là phức tạp. Cái thị trường nó có quá nhiều lựa chọn. Và sau đó tôi thì cũng không hoàn toàn đồng ý cái ý là cho rằng là hễ cứ thuốc rẻ thì là chất lượng nó kém. Chất lượng hay không thì cũng phải là có cái chứng minh. Và nguyên tắc là khi mà đã đi vào thị trường thì nó phải đạt chất lượng mới được. Thế rồi thì đối với cái bệnh viện thì phải phát huy cái tính chủ động sáng tạo, bảo đảm cái tính đa dạng trị liệu. Ở đây cái chủ động sáng tạo cũng như là cái quyết định trị liệu của bác sĩ thì nó cũng phần nào nó mang cái yếu tố chủ quan. Cho nên là không loại trừ có những trường hợp tiêu cực, cũng vẫn có. Nhưng mà không thể là vì cái tiêu cực đó mà chúng ta lại loại bỏ đi cả một cái khả năng. Đấy, cho nên là chúng ta phải phát huy cái kinh nghiệm trị liệu của các bác sĩ, cái quyết định của bác sĩ. Nhưng phải trong cái tầm kiểm soát. Ở đây kiểm soát trước hết là của bệnh viện. Nếu như chúng ta có những phác đồ điều trị chuẩn và bảo đảm là dùng thuốc đúng, không có lạm dụng thuốc, không có là bị tác động bởi những cái vấn đề tiêu cực, thì rõ ràng là những cái ý kiến điều trị của bác sĩ khi dùng thuốc này, thuốc kia là đúc kết của cả một quá trình kinh nghiệm nếu khi người ta điều trị. Chứ đâu phải là bỗng dưng là bất cứ cái thuốc nào chúng ta cũng có thể là đấy, mua nguyên liệu về, sản xuất thành cái viên generic, rồi tự nhiên rồi nó vào bệnh viện, rồi tự nhiên có tác dụng đâu. Mà cũng phải có quá trình thử nghiệm. Vừa rồi bà cũng có nêu một cái ý tôi cho là rất là mới, là đến một lúc đấy chúng ta cần phải xem xét lại cái phương thức đấu thầu này, đúng không ạ? Thì nếu như mà chúng ta thay thế bằng một cái đấu giá chẳng hạn, thì cái cách nào là có thể là hợp lý, bà có thể nói cụ thể hơn được? Phải đặt lại vấn đề là cái đấu thầu mục tiêu của nó là gì? Mục tiêu của nó là làm sao để chúng ta có được cái thuốc chất lượng và cái giá nó hợp lý. Nhưng mà trong thực tế quá trình đấu thầu thì chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều trường hợp chính là những cái đối tượng tiêu cực có thể nhờ vào cái đấu thầu này với những cái kỹ thuật đấy, để mà coi như là đấy ép thầu theo cái ý của mình đấy. Và rất nhiều những cái công ty có cái mặt hàng chất lượng với giá cả hợp lý, nhưng mà đôi khi cũng rất thầu rất oan uổng vì kỹ thuật đấu thầu chứ không phải vì mặt hàng của mình đấy. Đã xảy ra trường hợp như vậy. Thế cho nên là chúng ta cũng nên nghĩ cho rộng, không phải là ở đây là mục tiêu mới là cao cả, còn đấu thầu chỉ là cái phương tiện. Dạ vâng. Ông Vũ Xuân Hiền có ý kiến như thế nào về cái quan điểm mà tiến sĩ Phong Lan vừa nêu? Vâng. Theo tôi thì có lẽ trước mắt ấy, mình phải xem cái mục tiêu trước mắt.
Trước mắt là phải sửa 01. Đúng. Bây giờ mới thực hiện được có 1 năm thôi, nhưng mà đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Thứ nhất là về phân nhóm, thứ hai là về cái tiêu chí kỹ thuật chấm điểm. Thì bây giờ mình sửa. Sửa thì cũng trong tuần trước thì Liên Bộ cũng đã bàn để sửa cái thông tư 01 rồi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì cũng tham gia cùng với Liên Bộ để sửa cái thông tư 01. Nhưng mà tôi cho rằng là cái sửa quan trọng nhất ở 01 ấy, đó là phải sửa cái việc phân chia cái gói Genogic. Chia nhỏ cái nhóm ra nữa. Thì cái mục tiêu chia nhỏ hơn cái nhóm Genogic ra nữa ấy, để mà cái việc xét giá thấp nhất trong cái nhóm ấy thì nó đảm bảo được cái mục tiêu là thuốc chất lượng với mức giá hợp lý. Tiếp tục là chúng ta phải tính cái chuyện mà chia nhỏ tiếp cái nhóm 2, tức là nhóm sản xuất trong nước. Bây giờ cũng chỉ có một cái tên hoạt chất, một hoạt chất thì chỉ có một cái thuốc có giá thấp nhất chúng thôi. Thì như thế là các cái doanh nghiệp trong nước thì cũng khi mà đấu như thế thì cũng rất là mệt. Thì chúng ta phải tính cái cách nào đấy về kỹ thuật làm sao mà chia nhỏ tiếp được cái nhóm 2. Đấy là cái mà cái thông tư số 01 phải sửa. Thế còn về lâu dài ấy, thì theo tôi thì hiện tại là chúng tôi đang quản lý cái giá thuốc theo cái cơ chế thị trường. Tức là các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu xuất khẩu thì phải tự định giá, cạnh tranh về giá và tự chịu trách nhiệm. Với một cái cách quản lý theo cái cơ chế thị trường và không có cái sự can thiệp về hành chính vào cái việc quyết định giá thì cái việc đấu thầu là đương nhiên là phải làm. Nhưng tất nhiên là bây giờ cái đấu thầu như thế là chúng ta phải bàn sắp tới xem là làm như thế nào. Thì vừa rồi thì cũng có bộ cách đầu tư thì cũng đang chủ trì để sửa cái luật đấu thầu. Thì trong đó thì cũng có những cái điểm rất mới. Thứ nhất thì là có một cái chương riêng để hướng dẫn cho cái đấu thầu thuốc. Tôi cho rằng là cần phải làm. Bởi vì thuốc là mặt hàng đặc biệt. Nó không như là cái xây dựng cơ bản, không như là mua sắm hàng hóa khác. Chính vì thế mà phải có một cái luật riêng hoặc là có một cái chương riêng để hướng dẫn về cái đấu thầu thuốc. Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng phải tính đến cái câu chuyện, tức là không chỉ có đấu thầu, vì nó là cái mặt hàng đặc biệt. Đặc biệt là cái mặt hàng đối với cái thuốc trong thanh toán bảo hiểm y tế thì nó rất ổn định. Có những mặt hàng thuốc ấy, ví dụ như là cái nhóm kháng sinh hay là cái nhóm thuốc khác thì nó rất là ổn định rồi. Thế và chúng ta thì cũng có thể tính những phương án là đàm phán về giá. Cho nó đơn giản đúng không? Đàm phán về giá. Đàm phán về giá cho để xác định hơn. Những cái thuốc nào sử dụng nhiều, sử dụng ổn định thì chúng ta sẽ đàm phán về giá trên cái cơ sở là có các cái căn cứ, đủ các cái căn cứ để chúng ta đàm phán về giá, để xác định một cái giá nó thống nhất và giá tốt, giá hợp lý. Thì cái này là cái mà tôi nghĩ rằng là một cái mà sắp tới là chúng ta cũng nên hướng tới. Để như thế thì cái câu chuyện về quản lý giá thì nó cũng sẽ khắc phục được rất nhiều những cái tồn tại của cái đấu thầu, những mặt trái của nó như trong thời gian vừa qua. Mà phải nói ban soạn thảo cũng đã tiếp thu để cái hình thức đàm phán giá nó được ghi nhận trong cái luật đấu thầu sửa đổi, trong cái chương của thuốc. Cái đàm phán giá trước mắt là cho một số nhóm riêng, thế nhưng mà có thể là trong tương lai tiến tới thì chúng ta sẽ làm vừa rút kinh nghiệm và có thể mở rộng hơn. Rồi, trước mắt thì vẫn là đấu thầu. Trước mắt thì vẫn phải đấu thầu. Vâng, và thời gian hết rồi, và tôi cũng xin được tóm lược ý kiến của một cái chuyên gia về dược phẩm để thay cho cái lời kết của chương trình này. Đó là thuốc tốt cho người bệnh chính là thuốc có chất lượng để mà chữa bệnh, phòng bệnh có hiệu quả và đồng thời có cái giá phải chăng để mà cho tất cả những người bệnh, trong đấy đặc biệt là người nghèo có thể tiếp cận được. Chỉ khi nào cái việc đấu thầu thuốc được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính công khai minh bạch, không có lợi ích nhóm đằng sau mỗi cái bản hợp đồng đấu thầu thì mới có thể chọn được thuốc trúng thầu tốt, giá hợp lý và người bệnh mới thực sự được hưởng lợi. Ngoài việc siết chặt minh bạch khâu đấu thầu thuốc vào bệnh viện thì cũng cần quan tâm đến một số những cái yếu tố khác. Trong đó có cái sự chỉ định dùng thuốc của bác sĩ và cái sự hợp tác tuân thủ dùng thuốc của người bệnh. Và có như vậy thì cái việc sử dụng thuốc trong bệnh viện mới thực sự đúng người và đúng bệnh. Chương trình đối thoại chính sách tuần này của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan và ông Vũ Xuân Hiền đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.